Hello các bạn, lại là mình đây và chào mừng đã quay trở lại với chuyên mục chuyên hướng dẫn tháo lắp và vệ sinh máy tính laptop. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tháo lắp một chiếc máy HP Pavilion 15 inch. Như các bạn có thấy ở trong video lần trước thì mình đã tháo một chiếc HP Pavilion là phiên bản 13 inch. Thì đây là con 15 inch thì mình cũng sẽ tháo chắc cũng tương tự như con đấy thôi. Nhưng mà mình sẽ vẫn muốn bung máy ra để cho các bạn xem được nội thất bên trong và cũng như là khả năng nâng cấp của chiếc máy này nhé. Ok, bắt đầu thôi. Đây. Như dụng cụ thì mình vẫn chuẩn bị như mọi lần thôi, có tua vít, có chổi và một cái để bậy máy. Ở đây mình sẽ lật ngược máy lại nhé. Mình sẽ vẫn bắt đầu cậy từ phía này trước. Đây, có 3 chiếc ốc ở đây. Ok, sau khi tháo ra 3 chiếc ốc ở đây thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cậy hai này lên nhé. Đấy, đoạn này là y hệt cái lần tháo con HP Pavilion 13 inch. Ok, và mình đã tháo xong hết ốc rồi nhá. Đấy, có 5 chiếc ốc rồi. Bây giờ là mình sẽ cậy máy ra nhá. Đây, mình có sẵn cái cậy đây, cái mặt kim loại, và mình sẽ cậy từ đoạn này và hai đoạn này trước. Đoạn này thì không cần thiết. Đấy, bạn cứ đút thẳng vào nhá, xong bạn bậy nó lên. Nếu mà nó sẽ ra khỏi nãy là nó sẽ có tiếng cộp. Đó, ok, mình xong rồi đấy. Đoạn này là vẫn thì mình không cậy ra nhá. Mình chỉ cần nhắc lên và mình ẩn lên trên cho nó ra hết đấy là xong. Đó, ok. Đấy, cũng khá là dễ dàng. Ok, vậy là đây. Mọi người có thể thấy đây chính là tất cả nội thất ở bên trong chiếc máy. Đấy nhá, đầu tiên là mình có đây một chiếc pin này, pin HP. Đây là tiếp theo là đến hai chỗ cắm RAM nhá. Thì đây mình đang cắm sẵn một thanh 8 ở chiếc máy này rồi. Tiếp theo là có thanh tản nhiệt này, cùng với một chiếc quạt. Đây, cạc wifi đây. Và cuối cùng ở đây là có một chỗ cắm SSD nhá. Đây chính là ổ SSD 512GB M2. Và ở đây có một khoảng trống ấy để cho mọi người có thể nâng cấp thêm được thêm ổ cứng HDD hoặc là SSD dạng 2.5. Và để lắp được thêm ổ cứng ấy, các bạn cũng sẽ phải cần mua thêm một chiếc cáp để cắm ở đây nhá, để kết nối ổ cứng với main. Đó. Đó là tất cả đấy. Để bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vệ sinh máy nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ tháo pin ra trước. Đấy, thường những chiếc máy nào mà có cáp được cắm vào đấy, giống như chiếc HP Pavilion 13 thì mình chỉ cần rút ra thôi. Mà con này không có thì mình sẽ phải tháo cả cục pin ra. Đây, mình sẽ cũng tháo ổ cứng cho bạn xem luôn. Đây vào RAM nhé, RAM thì mình chỉ cần đẩy sang hai bên thôi. Đó, tổng quát là vậy là máy này mình sẽ nâng cấp được là tối đa là 32GB RAM. Cùng với đó là hai ổ cứng nhé, một ổ dạng M2 và một ổ dạng 2.5. Đây, RAM thì tạm thời mình cứ gắn lại đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo tản nhiệt, mình sẽ bắt theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Ok, đây mình sẽ tra keo này. Đấy, mình phết đều đều nhá, xung quanh máy. Tí nữa khi mình áp thanh tản nhiệt vào thì nó sẽ tự động nó làm cho đều hơn thôi. Ok, vậy là mình vệ sinh xong nhá, đã tra keo này, phủi máy này và phủi quạt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp lại. Thank you.
vậy là mình đã hoàn thành xong việc tháo máy và vệ sinh máy laptop nhé. Đây, mọi thứ đều diễn ra rất là nhanh chóng và suôn sẻ. Vậy là video này sẽ dừng lại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.